Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm chín cây cần câu chiên cho anh em cảm giác nha. Chín cây này đánh hàng tầm khoảng cứng tầm khoảng 50 đổ lại thôi, không cứng hơn nữa. Clip sau sẽ em sẽ lên hàng cứng bạo lực. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem nha. Rồi đếm lên cái thứ nhất cho mọi người xem. Cây thứ nhất là một cây cần rút của tay qua. Cây này dài 2m4, cứng 50. Cây này thu gọn 70cm, nặng 250g, đọt là 1 ly 8, có tổng cộng là 5 phen. Cây cá đầu bu, dàn phen là sử dụng dàn phen là dàn phen Fuji nha mọi người, 2m4, cứng 50, đọt thấp. Cây này chất liệu là bằng thép nha anh em. Khá ok, cây này không lỗi. Hàng lỗi em nói lỗi đây, phen đây nó phen ok hết, không nứt gì hết nha, không lỗi. Hàng đây ba, hàng đây qua bắt Fuji, phen Fuji đó. Cây này tem nó bị mờ, đây qua BG nha anh em đó. Đó đi sơ được quê còn khá là ok nha. Giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây này là 350k đó. Cây này chuyên cho anh em đi câu cá cha, câu anh em nào tập câu thì có thể nên mua mấy cây này. Ra tiệm bây giờ anh em mua một cây cần bọng á là cũng khoảng 200-300 rồi, mà chắc gì độ nảy như cây này, thấy không? Những cây cần nhật á, cho dù nó là 50, độ nảy nó vẫn là cao đó. Đó, độ nảy nó rất là cao, bắt cá nó cảm giác hơn, bền đó. Bát là bát Fuji tem hoàng luôn. Rồi cây này 350k nha anh em, phí ship bên em là cộng thêm 30.000 phí ship nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần bẫy nội địa Nhật, phen là phen Fuji. Đọt cây này cứng gơ vào tầm khoảng 50. Đọt nữa nè, đó, cứng được khoảng 30 nha anh em, 30-50. Cây này nặng 170g, 1m8, đọt là 1 ly 9, có tổng cộng là 6 phen kể cả đầu bu. Đồ cứng tầm 30-20, nhưng mà em đo bằng tay nó rơi vào tầm khoảng 30-50 nha anh em. Cây này chia cho anh em đánh bè, đánh chim, cha, đánh quạt được, bát tà bát kẹp nha anh em. Đến câu ghe, câu chinh thuyền rất là tiện lợi. Rồi giá công khai cây luôn, giá công khai cây này là 250k. Cây số 2 250k. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 sẽ là một cây của NFT, hàng 1m8. Cây này nặng 180g, có hai đọt, một đọt cứng 10 còn một đọt cứng tầm 15-20. Đọt cứng 10 là 1 ly 1, đọt cứng 15-20 là tầm 1 ly 6, có tổng cộng 7 phen kể cả đầu bu. Đây đọt này đọt cứng 10 đây, nó rất là dịu. Đọt này cứng 15-20, nó cứng hơn một tí. Nói chung là hai đọt này anh em đi đánh cảm giác là bao phê. Hàng rất là mới nha anh em, hàng phíp đỏ, hàng chuẩn nội địa Nhật. Đây cây bên đây thì em đi phen lại, đi dây lại đó, em quấn chỉ lại, em đánh chỉ rồi em chạy AB lên cho anh em luôn. Nó sẽ bị mất khoảng bao nhiêu đây, đó đầu bu nó. Đáng lẽ đọt này nó sẽ cứng tầm khoảng 5 thôi, nhưng nó đã mất bao nhiêu đây đó, cứng nó dồn lên thành cứng mừng. Đó, nguyên cây, một cây NFT, hàng còn khá là mới nha anh em, bát là bát Fuji. Rồi giá công khai luôn nha mọi người, cây này cây phíp đỏ nha, hàng này rất là bền, chỉ thua carbon thôi. Giá công khai luôn nha mọi người, giá công khai cây này là 350k. Đó, một cây Hanchi phíp cho anh em anh cảm giác. Tiếp theo sẽ là cây số 3, cây số 4 nha mọi người. Cây số 4 là một cây nội địa Nhật, hàng mới trên khoảng 95%. Cây này gồm hai đọt, một đọt cứng 25-30 và một đọt cứng tầm 10-15. Hàng còn khá là ok, rất là mới. Hàng này đảm bảo với anh em là trên khoảng 90-95%, nếu không được anh em trả về. Đó, cây này đó, phen đây đó. Đọt sẽ đọt 2 ly, 2 đọt
Cây này gồm hai đọt nha anh em, cho anh em cảm giác. Đọt này cứng tầm 25 30. Đọt này cứng 10 15 đó, rất là ok, rất là nảy nha anh em. Cây này anh em đánh tôm là bao phê đó. Đánh tôm, đánh cá biển, đánh trên ghe kéo bao. Đó, cây này cũng ok. Đó. Bát là bát Fuji nha anh em. Đó. Cây là cây Hachi cho anh em đánh cảm giác. Hàng này là hàng pip. Đây. Hai đọt, một đọt pip đỏ, một đọt pip đen. Đó. Rồi, để giá công khai cây cho mọi người nha. Giá công khai là 400k, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây Olympus hàng 3 khúc. Nó gồm hai đọt. Cây này nặng 300g, gồm hai đọt, một đọt 1 ly 8, một đọt 2 ly. Đọt ly 8 cứng tầm khoảng 20-30, đọt 3 ly cứng tầm khoảng 50. Cây này dài 2m4 nha mọi người. Đó, một cây cần 2m4. Chuyên cho anh em đánh tra, đánh chim. Đó, câu quặc. Hàng còn khá là mới, mới chát luôn. Đó, nói chung là ngoại hình nhìn khá là ok. Một cây ôm biết bát là inox. Đó. Đây, đọt nó đây. Đó. Đọt khá là nảy nha anh em. Cây này cứng tầm 50, cái này cứng tầm 20-30. Cho anh em cảm giác cây này đánh tra là khỏi bao phê. Rồi. Đó, sơ lược qua, giá công khai cây luôn anh nhờ. Giá công khai cây này là 350k. Đó. Cây số 5 350k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Một cây Phíp hàng nội địa Nhật. Bát Fuji nha. Cây này là một cây new gì đó. Hàng móc Inchida xuất Nhật. 32m4. Độ cứng là 30, dài 2m4. Của quay nâu. Hàng Phíp nha anh em. Em bán hàng Phíp, em báo hàng Phíp. Bát là bát Fuji. Đó. Hàng này hàng xuất nội địa Nhật nha. Nặng là 200g, có tổng cộng là 7 phen kể cả đầu vu, đọt là 3 ly, cứng 30, đọt khá là ok. Đó, phen là phen Fuji nha mọi người. Bát Fuji là phen Fuji. Đó, cần lên dàn phen đây nè. Bên đây nè, thấy không? Phen Fuji. Cần sao thì em bảo vậy thôi. Đây. Đó, dàn phen xịn sò. Một cây 2m4 cứng 30, đánh cảm giác bao phê nha. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai cây này là 350k. Đó. Cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây Olympus hàng 3 khúc. Đọt ra này. Đó. Cây này đọt là 3 ly, cứng tầm 50-70, nặng là 250g. Đó, phen ở đây, tất cả phen đều ok hết, không lỗi, không bong chóc. Nó bu ok hết. Ngoại hình khá là ok, hàng này hàng Olympus, hàng nội địa Nhật. Đó. Cái này chia cho em đi đánh tra, đánh chim. Câu bè cũng được. Mấy cây này đánh rất là cảm giác nha anh em. Thấy gì đó, đánh cảm giác lắm luôn. Đầu nảy rất là cao. Rồi, giá công khai luôn, công khai cây này khoảng 350k. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Một cây hàng của Olympus, hàng này 3 khúc, dài 2m7. Đó. Được quấn chỉ tùm lum hết. Cán là cán gỗ, cán 3 khúc. Làm giống cán đề cao luôn nha anh em. Đó. Bát là bát inox. Cây này thì dài 2m7, đọt 3 ly. Bali 5. Nặng 40g, 400g. Đọt nó cứng tầm khoảng 80 nha anh em, đọt cứng tầm khoảng 80. Cho anh em đánh bạo lực nè, đó, đánh tra. Đó, tổng sơ ngang qua cây càng, đó. Phen đề 3 nó là một phen nhôm kẹp nha anh em. Đó, không phải. Hàng nguyên zin. Hàng sau em để cho anh em vậy.
Rồi, giá công khai luôn vẫn là 350k nha anh em, cộng 30k phí ship. Tiếp theo sẽ là một cây cuối cùng, một cây cần gút đai qua cứng 25 dài 3m, hàng đai qua, hàng này xuất sắc thời gian nha anh em, xuất sắc chứ lắm luôn. Bát là bát Fuji, bát kẹp, bát đề cao. Đó, nói chung là cây này xuất sắc, những lóng trong đều rất là mới nha anh em. Đó. Đây, cần này thì khen này nó bị do tăng giảm nhịp độ đột sức thì kim loại nó sẽ bị nứt ra miếng này, nhưng không ảnh hưởng gì đâu, rất là cứng. Khen này về đánh mà nó hư tới cái này cũng dữ lắm, rất là cứng nha anh em. Rồi đó, sơ lược qua cây cần, ngoại hình xuất sắc ở ngoài thôi, ở trong rất là mới nha. Đó, cây này một cây đai qua hàng phép, cứng 25 dài 30, nếu đo độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 50, đo độ cứng nó rơi khoảng 50. Đó, đây một cây súp lở nha anh em. Đó, rồi giá công khai luôn nha mọi người, giá công khai cây này là 250k. Đó, đó tổng cộng 9 cái cạm ra cho anh em hôm nay, nếu anh em ưng cái nào anh em có thể chốt và để lại số điện thoại cho em. Rồi, cảm ơn anh em.